Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam tranh luận theo mô hình tư bản hay xã hội chủ nghĩa. Vào thời điểm chuẩn bị thêm cho kỳ đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị 5 triệu thành viên dự kiến vào đầu năm 2021. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục đề cao chủ nghĩa Marx Lenin ở Việt Nam. Tính chất xã hội chủ nghĩa của thể chế ở Việt Nam đang giảm đi hay tăng lên là một câu hỏi khó trả lời, vì nước này nói là đi theo con đường kinh tế thị trường. Cùng lúc, 45 năm sau khi cuộc chiến với Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ kết thúc, bộ máy chính trị tại Việt Nam hiện nay vẫn nêu cao định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói như sau. Xuất phát từ điều kiện lịch sử của Việt Nam, Hồ Chí Minh chỉ rõ nước ta cần phải trải qua thời kỳ quá độ, từ một nước nông nghiệp lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Đây là một sự nghiệp mới mẻ, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, sẽ có vô vàn khó khăn, phức tạp phải vượt qua. Vào đầu hồi năm 2019, Pew Research Center đã công bố một điều tra dư luận cho thấy, họ thấy rằng 55% người Mỹ nghĩ tiêu cực về chủ nghĩa xã hội và có 42% bày tỏ quan điểm tích cực. Cần nói đây là cách hiểu của họ về chủ nghĩa xã hội theo kiểu phương Tây, có tự do ngôn luận, quyền biểu tình, hội họp và an sinh xã hội tốt. Những người ủng hộ chủ nghĩa xã hội ở Mỹ nói rằng họ tin rằng chủ nghĩa xã hội cho người lao động quyền có tiếng nói và giúp giảm bất công, phân biệt giàu nghèo. Phái không thích chủ nghĩa xã hội thì cho rằng thể chế này đã được thử nghiệm ở rất nhiều nơi, nhiều lần và đều thất bại, điển hình là Venezuela. Một số không nhỏ thì nói chủ nghĩa xã hội đã triệt tiêu sáng kiến và hạn chế tự do. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử vào năm 2020 liên tục tấn công phe dân chủ Mỹ là những kẻ theo chủ nghĩa xã hội. Tuy thế, ứng viên hàng đầu của Dân Chủ, ông Bernie Sanders, dự nhận là người xã hội chủ nghĩa, dân chủ chứ không phải là chỉ là xã hội. Chừng 2/3, 65% nói họ có cách nhìn tích cực về chủ nghĩa tư bản và 1/3 nhìn tiêu cực. Đây là hình ảnh cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đến chúc Tết vào ngày 21 tháng 2 năm 2015 tại nhà riêng của ông. Hình ảnh khiến cho dư luận xôn xao vì căn phòng được xây dựng như cung điện, xa hoa, dát vàng, rực rỡ. Phòng khách của cựu Tổng Bí thư có tượng Hồ Chí Minh màu vàng được bày đặt, trống đồng cũng màu vàng. Hai ông ngồi trên hai chiếc ghế bành có tay nắm hình đầu rồng, lưng ghế cao như ngai vàng. Trang báo BBC tiếng Việt tại Anh đã mời bạn đọc trên trang Facebook chia sẻ cách nhìn của họ về hai hệ tư tưởng chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh Việt Nam. Bài 65% dân Mỹ thích chủ nghĩa tư bản còn người Việt Nam thì sao? Đăng hôm 15 tháng 5 năm 2020 đã nhận được trên 300 bình luận gửi về trang Facebook của BBC tiếng Việt. Các ý kiến thể hiện nhiều cách nhìn khác nhau về chủ đề này mà một số đông không tin rằng mô hình ở Việt Nam thực sự là xã hội chủ nghĩa mà là tư bản đỏ, đem lại đặc quyền cho một tầng lớp. Việc con em quan chức du học ở các nước G7 được một số bạn cho là bằng chứng về hiện tượng ý thức hệ tư bản đỏ này. Xin điểm ra những bình luận nổi bật đầu tiên là về sự so sánh hai chủ thuyết và điều của một số bạn là thực tế ở Việt Nam hiện nay nói rằng. Ví dụ như Facebook, Văn Nghiêm nói rằng cho hỏi khác biệt giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội là bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu với chia đều của cải hay đa nguyên với độc tài. Chủ nghĩa xã hội kiểu phương Tây còn tốt chán so với định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Facebook Nguyên Rose thì nói rằng thế giới vật chất, xã hội, triết lý phát triển được là nhờ hoạt động đối kháng, triệt tiêu đối kháng, đồng nghĩa với thế giới chấm dứt. Chủ nghĩa Marx mâu thuẫn ngay trong lý thuyết vì khi tiến vào thế giới đại đồng thì triệt tiêu đối kháng, theo lý luận thì thế giới bị diệt vong, khó hiểu. Facebook Hero thì nói, hỏi câu này ở Việt Nam thì nói thì sợ, nói không thích thì dối lòng, cứ nhìn vào đàn con cháu các cụ đang học tập ở đâu. Đây là hình ảnh tranh cổ động treo giữa thủ đô Hà Nội vào năm 2010 với câu công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình. Facebook Quan Minh Nguyễn thì nói,
Việt Nam từ sau cải cách 1986 đã theo chủ nghĩa tư bản, còn cái chủ nghĩa xã hội chỉ là cái bình phong để Đảng Cộng sản duy trì quyền lực. Nhưng đó là chủ nghĩa tư bản nửa vời, quái thai, khi mà những ngành then chốt như điện, nước, dầu khí vẫn nằm trong tay nhà nước. Bởi vậy, nhờ các tập đoàn nhà nước mà dân Việt Nam gánh nợ công đầm đìa, giá xăng, điện thì trên trời. Chủ nghĩa tư bản phải đi đôi với đa đảng và tam quyền phân lập mới phát huy hết tiềm năng. Chứ còn ở Việt Nam thì chưa có lũ tư bản đỏ mới giàu trong thể chế độc tài, độc đảng. Facebook Trần Xuân thì nói như sau. Chủ nghĩa tư bản là anh nông dân nuôi bò sữa, chăm lo cho đàn bò để tạo điều kiện cho sữa từ đó thu lợi. Chủ nghĩa cộng sản là anh nuôi bò hợp tác xã để cày ruộng, bò béo, gầy mặc kệ, miễn sao không chết là được. Facebook Liu Dian thì nói Việt Nam thì trừ ra 4 triệu dân thì còn lại là muốn theo tư bản. Facebook Nhã Đoan tiếp tục. Chủ nghĩa tư bản đã thất bại không làm mọi người giàu bằng nhau, nhưng chủ nghĩa cộng sản đã thành công trong việc làm cho mọi người nghèo bằng nhau. Hãy làm bài toán xem cả thế giới còn lại bao nhiêu nước cộng sản. Facebook Quang Nguyễn thì tiếp tục. Một xã hội mà mọi người phải làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu không bao giờ tồn tại. Trong xã hội, mọi tầng lớp đều có nó mới phát thành một xã hội. Như thế, nó mới thúc đẩy con người cạnh tranh để phát triển, cạnh tranh để phục vụ cho nhau tốt hơn. Moi óc nặng nề để phát minh sáng kiến, giao thiệp văn minh hơn. Làm gì có chuyện, làm bao nhiêu cũng được, nhưng nhu cầu muốn gì là có. Tích lũy tư bản là tiến lên, chủ nghĩa xã hội là phiền vong. Nhu cầu con người là vô hạn, không có chuyện hợp tác xã của cải chung. Nếu có thì xã hội, đó thì không đói là mừng. Nói chi phát triển, làm ít, ngu dốt, lười mà đòi của cải giống nhau. Xã hội đó là xứ sở thần tiên cũng không có. Tôn Ngộ Không không ăn hết đào còn bị phạt. Nói chung, khi con người không cần ăn uống cũng no, không sanh sản thì con người mới hết nhu cầu. Facebook Hồ Kim Mao thì nói rằng, Việt Nam còn mỗi ông Tổng Bí Thư Trọng là cộng sản thôi, còn lại là tư bản mặc áo đỏ. Nếu mà ông cán bộ cộng sản chính hiệu thì lấy đâu ra nhà đất, tiền lập công ty, hợp tác xã, lấy đâu tiền cho con cháu đi du học bên trời Tây. Đây là hình ảnh dân mạng gần đây xôn xao với dinh thự hàng triệu đô của Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. Ông xây xong vứt đó mà không có ở. Thi thoảng hàng xóm mới thấy bà Hồng, vợ của ông, từ Quảng Ngãi ra nghĩa biệt phủ của mình một tí rồi về. Còn lại, cả ngôi phủ thuê một cô người ở, hàng ngày chỉ đến quét dọn và phủi bụi mà thôi. Facebook Diệp Thảo Nguyên thì nói rằng, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, một thể chế quái thai, xuống hố chậm hơn nhưng bị dày vỏ lâu hơn. Nhiều mảnh đời sống như địa ngục trần gian. Một số bạn đọc của đài BBC tiếng Việt cũng nhắc lại rằng cần nhìn vào thực tế cuộc sống hơn là mác, nhãn hiệu, tư tưởng. Facebook Lửa Sắp Xét thì nói, mình đi theo chủ nghĩa gì, không phải tư bản, cũng không phải cộng sản đi. Miễn sao nó công bằng, văn minh, chủ nghĩa gì, nó là một sự thỏa thuận giữa những người sống trong một đất nước để làm sao tạo ra được một sân chơi chung cho tất cả, để đưa cuộc sống của tất cả được nâng cao hơn. Như bất cứ sân chơi nào mà cứ tồn tại sự độc tài là sân chơi không có lý tưởng rồi. Nó thiếu đi sự phản biện và sai với quy luật phát triển là cần sự đối chứng. Facebook Bảo Nam thì nói, tư bản hay sao chủ nghĩa xã hội cũng như nhau, cứ minh bạch là dân tin hết. Còn ở Việt Nam, minh bạch thì cộng sản vào tù hết. Quan chức gọi là hở ra là tham nhũng. Corona vừa rồi là ví dụ. Mệnh lệnh từ Tổng Bí Thư cũng thế. Chuyện hộ nghèo ở Việt Nam mới buồn cười. Đúng là nhà nước của quan, do quan và vì quan. Facebook Tranh Thanh Trần thì nói, dân Việt thực ra không có chính kiến rõ ràng, đa số theo đuôi thôi. Tuy nhiên, chủ nghĩa xã hội, dân chủ là một ý hay. Facebook Anh Lưu thì nói, cả thế giới đang phải chiến đấu với đại dịch COVID-19. Tôi thật mừng vì đang sống tại Việt Nam, tôi không quan tâm đến chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa xã hội. Với tôi, Việt Nam là quê hương, là những điều thân thuộc với tôi nhất. Cũng có những ý kiến nói lãnh đạo Việt Nam nên nhìn nhận lại thực tế của các nước đang phát triển và nước khác để chọn con đường có lợi cho kinh tế. Facebook Nhật Anh Đỗ thì nói, đảng cầm quyền ở Việt Nam nên bỏ chủ nghĩa Mác Lênin đi. Đảng xã hội như ở các nước châu Âu thì không có vấn đề gì vì họ đâu có theo chủ nghĩa Mác Lênin đâu. Tất nhiên là nếu Việt Nam được lãnh đạo bởi một đảng theo tư tưởng kinh tế thị trường tự do, bảo vệ các quyền sở hữu của người dân, nhất là quyền sở hữu đất đai như Nam Hàn, Nhật Bản, thì kinh tế Việt Nam sẽ tiến nhanh hơn. Ở Việt Nam hiện nay, không có một người dân nào có quyền sở hữu đất đai như ở Nam Hàn, Nhật Bản, chỉ có quyền sử dụng đất. Facebook Kaman Stamten thì nói, thể chế kinh tế tư bản, chính trị, xã hội chủ nghĩa, đa đảng
sẽ đem đến thịnh vượng, nhân quyền, ít tham nhũng và ổn định xã hội hơn khi đất nước có khủng hoảng. Và ở Việt Nam, khi họ tuyên truyền về Hồ Chí Minh, cuối cùng kết quả như thế nào? Đây là hình ảnh đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An, vừa được khánh thành vào ngày 15 tháng 6 năm 2020, sau 8 năm xây dựng trên diện tích 83 hectare, ước tính kinh phí cho dự án này có thể đến hàng trăm tỷ đồng. Cũng tại Việt Nam, tuần này đã kỷ niệm 130 năm ngày sinh của ông Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào hôm 18 tháng 5 nói: "Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp cách mạng vô cùng phong phú, vĩ đại của người không những là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam, mà còn là đóng góp quý báu của người và sự nghiệp cách mạng của các dân tộc bị áp bức trên thế giới." Tuy vậy, một số nhà bình luận tự xem là độc lập cũng bày tỏ đánh giá không đồng nhất với Đảng Cộng sản về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà văn, nhà báo Võ Thế Hảo thì nói: "Tôi theo dõi bài diễn văn và cười một mình. Hồ Chí Minh chọn và bắt Việt Nam đi theo con đường đó nên nảy sinh nhiều tác hại khôn lường, mà đặc biệt là nạn độc tài toàn trị Cộng sản ở Việt Nam. Có quá nhiều kiến thức bị bóp méo, sai lệch của chủ quan trong bài diễn văn này. Như muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản. Theo tôi, đó là sự chủ quan, tự cho là như thế." Và có người có thể đặt câu hỏi: giá như ông Hồ Chí Minh không đi tìm đường cứu nước, cứ làm một ông giáo hay nghề gì đó hay ho, thì Việt Nam bây giờ có thể đã có một khả năng lớn trở nên giàu mạnh, văn minh, ngang ngửa với Hàn Quốc, Singapore, chứ không phải là đứng hàng gần đội sổ thế giới thế này, như được xếp riêng về kinh tế là quốc gia thuộc nhóm trung bình thấp. Nhà nghiên cứu Lê Văn Sinh thì nói: "Chúng ta biết vào năm 2003, Ban Bí thư khóa 9 đã ra chỉ thị 23 về việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Đến năm 2006, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh khi đó nói ký chỉ thị 06, tổ chức của vận động học tập và làm theo gương Chủ tịch lãnh đạo Hồ Chí Minh. Như vậy, phong trào học tập và làm theo gương đạo đức cố Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay là gần 20 năm. Với tôi, nếu phong trào này là thiết thực và hiệu quả, thì tình trạng tham nhũng, cửa quyền, vi phạm kỷ luật đảng, phạm tội hình sự của đội ngũ Đảng Cộng sản và đảng viên Việt Nam đã không ngày một trầm trọng mà chúng ta đang chứng kiến như hiện nay." Blogger Nguyễn Hữu Vinh thì nói tiếp: "Với lớp đảng viên, đoàn viên thì vô hình chung lại dễ khuyến khích thêm lối sống đạo đức giả, nói rất kiêu nhưng làm ngược lại. Hiện tượng Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son là một dẫn chứng rất sinh động về việc này." Nhà văn Võ Thị Hảo thì nói thêm: "Phải vờ vịt trung thành, đó là miếng ăn và tiến thân trong lòng của họ, thì sự khinh bỉ, khinh ghét hành động này thì trái ngược, nhưng ngoài miệng thì luôn ca ngợi công lao của Đảng và Bác." Đây là hình ảnh hai bức ảnh đen trắng chụp chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được nữ họa sĩ Nga Olga phục chế lại. Tấm đầu tiên chụp Nguyễn Ái Quốc ở Marseille, Pháp vào năm 1921. Bức thứ hai chụp Hồ Chí Minh vào những năm 60. Chưa bao giờ con người Việt Nam có thể ứng xử giả dối đến như vậy. Không rõ sau lịch sử con cháu soi chiếu lại, xem xét lại giai đoạn và triều đại này thì họ sẽ nói gì, nghĩ gì. Nhưng hiện tại tôi nghĩ chính đảng đã nêu gương ứng xử như thế. Và tôi cho rằng chính trị gia Hồ Chí Minh chưa đủ tầm vóc để tạo nên một tư tưởng, mà một khía cạnh lịch sử nào đó chỉ thể hiện một chính trị gia chịu nô lệ của con đường của Cộng sản Trung Quốc và Liên Xô trên bàn cờ chính trị thế giới thời đại đó mà thôi. Nhìn về Đại hội Đảng lần thứ 13, nhà văn Võ Thị Hảo đã đưa ra bình luận như sau: "Tôi cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã có quá nhiều món nợ phải trả đối với người dân Việt Nam ở tất cả các miền trong cả nước, trong đó thậm chí có cả nhiều điều được cho là nợ chính trị, nợ lịch sử hay nợ máu nữa. Mỗi một đại hội đảng là một lần khiến người ta có thể thêm thất vọng, vì đảng vẫn cương quyết và đàn áp mọi người để nắm bằng được độc tôn chính trị, gây bao đau thương cho dân tộc và đất nước này. Đến nay, đảng đã thể hiện sự bất lực trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước trước sự xâm lăng từng bước và đe dọa chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, ngày một hung hăng của láng giềng Cộng sản Trung Quốc. Và đảng tiếp tục nhất quyết không trao quyền cho dân thông qua bầu cử tự do và cải tổ thể chế chính trị dân chủ, thực chất trên cơ sở đa đảng, chính trị đối lập và đa nguyên tư tưởng cùng một hiến pháp mới, thực sự do dân soạn thảo và thiết lập và phúc quyết." Và Đại hội Đảng lần thứ 13 sao không phải là một dịp để suy nghĩ lại một câu hỏi được đặt ra: trao lại quyền thì thậm chí níu giữ chặt bước xe lịch sử tiến bộ và văn minh của dân tộc, đất nước có thể càng lớn, càng trầm trọng, càng nhiều thêm đau thương mà thôi. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2020, với bản tin Việt Nam tranh luận nên theo tư bản
hay xã hội chủ nghĩa. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.